Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Đây là bản tin ngày 9 tháng 8 năm 2022. Iran lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa được chi trả bằng tiền điện tử. Tuần này, Iran đã nhập khẩu hàng hóa trị giá tổng cộng 10 triệu đô la được thanh toán bằng tiền điện tử. Ngày 9 tháng 8, một quan chức từ Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran đã tiết lộ thông tin trên cho hãng thông tấn Tasnim. Người đứng đầu Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran TPO Alireza Phần Bắc tuyên bố trên Twitter tuần này. Đơn nhập khẩu chính thức đầu tiên trị giá 10 triệu đô la đã được hoàn tất thành công bằng cách sử dụng tiền điện tử. Quan chức này cũng dự đoán rằng vào cuối tháng 9, việc sử dụng tiền điện tử và hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế. Vào năm ngoái, chính phủ Iran đã cấp giấy phép cho 30 trang trại khai thác tiền điện tử. Điều thú vị là vào tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Tổng thống Iran trong một báo cáo chi tiết đã khuyến khích đất nước áp dụng khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.